Tôi xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị các bạn về giống cây trồng mới, đó là cây hồng xiêm ruột đỏ. Và cách nhận biết và phân biệt cây hồng xiêm ruột đỏ này để tránh nhầm lẫn với các cái giống cây khác, để tránh mua phải giống cây không đúng chất lượng. Cây hồng xiêm ruột đỏ là một giống cây trồng mới có xuất xứ từ Thái Lan. Đây là một giống cây cho quả rất là to, có thể đạt tới 2 kg trên một quả. Và hiện nay trên thị trường của Việt Nam thì mỗi một quả hồng xiêm ruột đỏ này có giá là trên 3 triệu đồng một quả mà không có hàng để chúng ta mua. Sản phẩm quả hồng xiêm ruột đỏ hiện nay thì hoàn toàn là nhập khẩu từ nước ngoài về, chưa có sản phẩm tại Việt Nam. Tại Việt Nam thì giống trái cây hồng xiêm ruột đỏ này thì cây giống mới xuất hiện tại Việt Nam được vài tháng nay. Đây là một giống cây trồng có giá siêu đắt và siêu hot trên thị trường của Việt Nam trong thời gian qua. Tôi giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là cây hồng xiêm ruột đỏ, là cây chiết, được chiết từ cây bố mẹ đã từng ra hoa ra quả. Mỗi cây hồng xiêm ruột đỏ này thì có giá tới 3 triệu đồng một cây. Còn giới thiệu với quý vị các bạn, đây là cây hồng xiêm ruột đỏ, là cây giống được trồng từ hạt và hoàn toàn là nhập khẩu từ nước ngoài về. Lá của cây giống cây hồng xiêm ruột đỏ giữa cây chiết và cây non trồng từ hạt thì cũng có sự khác nhau, cho nên chúng ta mua không cẩn thận là rất dễ bị nhầm và bị lừa. Cây hồng xiêm ruột đỏ trồng từ hạt thì lá mọc cắt và lá mỏng hơn, màu xanh nhạt hơn. Gân lá thì rõ ràng. Còn cây giống cây hồng xiêm ruột đỏ được chiết từ cây bố mẹ đã từng ra hoa ra quả, cây trưởng thành rồi đấy, thì lá có cấu tạo mọc khác hoàn toàn so với cây non. Đó là lá của cây hồng xiêm ruột đỏ này, mọc thành vòng ở đầu ngọn. Đây, mọc tròn vòng ở đầu ngọn. Do cấu tạo và cắt mọc lá của cây non và cây trưởng thành của cây giống hồng xiêm ruột đỏ này hơi khác nhau. Và đặc biệt là lá của cây hồng xiêm ruột đỏ này cũng có màu sắc và hình dạng giống tương tự với một số cây trồng khác. Và giống cây hồng xiêm ruột đỏ này thì lại có giá siêu đắt, có thể đạt tới 3 triệu đồng trên một cây giống. Cho nên một số cơ sở giống cây trồng không uy tín có thể vì lợi nhuận, có thể lừa khách hàng, lừa người tiêu dùng thì có thể cung cấp cho khách hàng một giống cây trồng hoàn toàn là khác. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem một số cây trồng khác có hình dạng lá tương tự mà người tiêu dùng rất là dễ bị lừa cung cấp cho giống cây không đúng chất lượng. Tôi giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là cây nhót của Nhật. Nhót Nhật cũng là một giống cây trồng mới được trồng phổ biến tại Nhật Bản và hiện nay thì có giá siêu đắt tại thị trường của Việt Nam. Là mỗi 1 kg nhót Nhật này có thể đạt tới 4 triệu đồng trên 1 kg. Nhưng cây giống của cây nhót Nhật này thì có giá rẻ hơn so với cây hồng xiêm ruột đỏ rất là nhiều. Đó là chỉ có giá vài trăm nghìn đồng một cây. Còn đối với cây hồng xiêm ruột đỏ thì có thể đạt tới 3 triệu đồng một cây. Vì lợi nhuận cho nên một số cơ sở giống cây trồng có thể dùng cây nhót Nhật này cung cấp thay cho cây hồng xiêm ruột đỏ, mà một số khách hàng không dằn thì rất dễ bị lừa. Đây, lá cũng có chiều dài thì tương đương, gân lá cũng rất là rõ ràng. Chỉ khác nhau là lá của cây nhót Nhật thì có một lớp lông mịn rất là dày ở phía sau lá, và trên ngọn lá thì có một lớp lông mịn màu trắng. Còn đối với cây hồng xiêm ruột đỏ này thì có một lớp lông mịn màu nâu ở trên ngọn và ở cuống lá và một số lá non. Còn cây hồng xiêm ruột đỏ này thì có lớp lông mịn màu trắng. Đấy, rất dễ là nhầm lẫn và người tiêu dùng rất dễ bị lừa. Còn đây, tôi giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là cây hoa sa na.
Cây hoa Sana này là một giống cây hoa công trình đô thị có xuất xứ tại Ấn Độ. Tương truyền thì Đức Phật được sinh tại dưới gốc cây hoa Sana, cho nên cây hoa Sana này được tượng trưng cho sự may mắn, giàu sang phú quý. Nhưng cây hoa Sana này thì cũng có giá rất là rẻ, chỉ vài trăm nghìn một cây, cho nên một số người tiêu dùng cũng dễ bị lừa là khi mua cây hồng xiêm ruột đỏ là bị cung cấp cây hoa Sana, khi cây trưởng thành chỉ cho ra hoa và hoa rất là đẹp để làm cảnh thôi, chứ không thể lấy quả để làm thực phẩm và để sử dụng để phát triển kinh tế được. Còn đây, tôi giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là cây vú sữa vàng hoàng kim Đài Loan. Giống vú sữa vàng hoàng kim Đài Loan này là một giống cây trồng hoàn toàn mới, khác hoàn toàn với các cái vú sữa khác trên thị trường hiện nay của Việt Nam. Là quả khi chín thì có vỏ màu vàng, chứ không có vỏ màu xanh hay là màu tím như các cái giống vú sữa khác của Việt Nam. Và đặc biệt là rất giàu chất dinh dưỡng và ăn rất là thơm ngon. Giống vú sữa vàng hoàng kim Đài Loan này đã được một hộ nông dân tại miền Tây trồng thành công tại vườn nhà, có khoảng vài cây tại vườn đã cho ra quả. Đây là một giống cây trồng mới rất thích nghi và phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Do lá của cây hồng xiêm ruột đỏ này ở giai đoạn là giống cây còn non thì lá nó có màu xanh nhạt hơn và có kích thước chiều dài của lá thì cũng gần tương tự với giống vú sữa vàng hoàng kim Đài Loan. Cho nên một số cơ sở giống cây trồng thì có thể dùng giống cây vú sữa vàng hoàng kim Đài Loan này cung cấp thay cho với cây hồng xiêm ruột đỏ. Cây vú sữa vàng hoàng kim Đài Loan thì cây giống chỉ có giá vài trăm nghìn một cây, còn hồng xiêm ruột đỏ thì có giá là siêu đắt. Vì lợi nhuận thì một số khách hàng sẽ bị lừa và cung cấp nhầm phải các cái giống cây không đúng chất lượng như tôi vừa giới thiệu. Như vậy thì tôi đã giới thiệu cho các bạn xong về giống cây hồng xiêm ruột đỏ và cách phân biệt cây hồng xiêm ruột đỏ này với một số giống cây trồng khác có giá trị